Hôm nay là hai cha con mình đi đi bắt ong rừng về nuôi ha. Rồi bắt đầu mình anh em mình anh chị em mình theo dõi coi mình bắt như thế nào. Đừng 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 đụng vô con. Đừng đụng vô nó bay ra. Bay nó dữ lắm. Để ông chú nó bay ra là mình bắt ông chú nó. Chút đó. Con cầm con cầm ngang để cho khỏi chết mà khỏi chết ba đừng 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 có bỏ vô đó nó bay tán ra hết ấy trời ghê quá à. Tao quay trực tiếp luôn đi đó. Nè con cầm nhang này con lấy cái nhang khác cho ba. Chú bay ra từ giữa này tao quay trực tiếp luôn đi ba để người ta bình luận luôn ba. Ba lên quay về ba làm gì vậy? Okay. Rồi, chuẩn bị sẵn cái thùng nuôi ong nha, bắt ong chuối vào cái thùng đem bắt về ông nuôi chú vào cái cọng nhỏ luôn đó. Ong bay ra đó, ra là đậu ở ngoài cột điện á nha. Đừng ngừng nghe cây Có lấy quẹt con đốt lại đây. Thấy mấy cây cháy rồi mà. Đó, có 2 cây mà cháy rồi. Có 2 cây. Để mình đi. Đang quay nè ba ơi. Điều đó rồi. Không nó từ trong lỗ kia rồi. Trong nguyên cái cục điện này mà mấy 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 con mấy mấy trăm con. Cái thùng này nè thấy hết con làm đừng làm thùng dớt nữa nha. Không chú chừng nào mới ra ba cái khói ra nó ra đẹp trên kia cũng có quá. Ông chúa đâu? Không thấy ông chúa. Ra đem chúa ơi. Con đừng có đạp vậy. Nó dí con á. Đừng có đụng nha. Con đi ra ngoài xe ngồi đi. Đi. Thôi. Đi, làm ba làm cho. Ờ, tới rồi đây rồi. Ông chúa rồi. Nó to lắm hả bà? Ừ, nó to lắm. To bằng vậy hả? Ừ, bà. To hơn mấy con khác. Vậy đúng không?
cầm máy quay đi. Nó bay với người đó hả? Chưa nhanh cho ông chúa không luôn á. Cho con ba hai cây thôi. Hai cây này lấy hai cây đi. Hà cho nó nha. Gì ba? Nó bay vô người ba này. Con đi ra ngoài chút xíu. Quay ra ba ơi. Ừ, con ra ngoài đi. Nó bay ra ngoài chưa ba? Nó bay ra ngoài chưa? Ba. Để gì quay xuống đất. Mà ông mà nó bu y chang một tổ kiến á. Đây nè. Ra ngoài nhà mấy chết con á. Ông thở hết đó. Thổi bên đây cho nó bay rồi. Ô ba ơi, con chúa đâu? Con chúa nó bay miệng quá. Con quay ngược lại nha ba. Đây này nha. Mẹ bỏ đây rồi. Còn lại nữa rồi. Thằng biết vậy hồi nãy mang cho nó rõ nơi đồn đồ. Ông chúa đâu ta? Ông kia phải ông chúa. Ông chúa nè. Đứng. Ông chúa kìa. Hả? Ông chúa kìa. Hai cái con chân. Ông chúa to cơ. Ở đó con lấy mật á. Nó lấy mật để chân hả? Ừ, lấy bằng cái phấn á. Ê, nó bay rồi. Ê, đừng á, đưa lên đi. Bay cũng vậy nè. Cái thùng nó chưa có gì hết rồi, chứ sẽ có liền rồi. Để xe vậy sao ta đi mà. Đừng có bỏ tay gần đó nha. Quốc cho cả nha. Nó kẹt có một cái rồi. Tê lắm. Ba nó to sao ba? Hỏi có cái bịch đó sao ba không đặt đồ đi. Bây giờ quay giúp ba trực tiếp đi ba. Ơi trực tiếp đi. Ông chúa ba mới quay trực tiếp. Ông chúa ơi, ông chúa ra bây giờ mình thao cái. Hay vô nó để mặt ở đâu mà nó chung vô đó vậy? Ấy nó chạy ra ngoài nữa rồi. Ấy con có mật nè. Nó bay đó. Con có thử mật đó, có mật đó. Mật trên người nó. Mật màu vàng. À đó, đó con kia đừng là có mật kìa. Con kia có mật luôn rồi. Tao phấn gì á. Đẹp quá. Lại đứng người thấy rõ không? Đừng có đưa nhang gần nó bay nhé.
để nhà ăn đậu. Ba cầm đi. Để nhà cắm đậu xuống đất. Đừng đụng vô con, đừng đụng vô nó bay nó dữ lắm. Để ông chú nó bay ra mình bắt ông chú nó. Chút đó. Con cầm ngang để cho khỏi chết mà. Khỏi chết ba. Đừng bỏ vô đó, nó bay tán ra hết. Hết rồi. Ghê quá à. Ba quay trực tiếp luôn đi. Đó. Nè con cầm nhang này, con lấy cái nhang khác cho ba. Con chú bay ra từ giữa này. Ba quay trực tiếp luôn đi ba. Để người ta bình luận luôn. Ba lên quay về ba làm gì vậy? Rồi, chuẩn bị sẵn cái thùng nuôi ong nha. Bắt ong chuối vào cái thùng. Đem về nuôi. Vào cái cọng nhỏ này. Đó, ong bây giờ đó. Da là đậu ở ngoài cột điện á nha. Đừng ngừng nghe cây. Có lấy quẹt ong đốt lại. Thấy mấy cây cháy rồi mà. Nó bay như người đó kìa. Không được rồi. Chưa nhanh cho ông chú không luôn á. Cho con ba hai cây thôi. Hai cây này lấy hai cây đi. Hà cho nó nha. Gì ba? Nó bay vô người ba nè. Con đi ra ngoài chút xem. Nó bay ra ba ơi. Ừ, con ra ngoài đi. Nó bay ra ngoài chưa ba? Nó bay ra ngoài chưa? Ba. Để gì quay xuống đất. Mà ông mà nó bôi trang một tổ kiến á. Rồi, đây nè. Ra ngoài nhà mấy chích con á. Ông thở hết đó. Ô ba ơi, con chúa đâu? Con chúa bay miệng quá. Con quay ngược lại nha ba. Đây nha. Má bỏ nơi đâu rồi. Còn lại nữa rồi. Thằng biết vậy hồi nãy mang cho nó rõ nơi đồng đồ. Ông chúa đâu ta? Ông kia phải ông chúa.
Ông chú nè. Đứng. Ông chú kia. Hả, ông chú kia. Hai cái con chân. Con chú to cơ. Con đó con đẩy mực á. Nó lấy mực để chân hả? Ừ, lấy bằng phấn á. Ấy nó bay rồi. Ấy, đừng, đưa lên đi. Bay cũng vậy nè. Để xe vậy sao ta đi mà. Đừng có bỏ tay gần đó nha. Uất cho cả nha. Kẹt có một cái rồi. Tơi lắm. Ba nó to sao ba? Có cái bịch đó sao mà không đựng đồ đi. Bây giờ giúp ba trực tiếp đi ba ơi. Ba trực tiếp đi. Ba trực tiếp đi. Ông chú ba mới quay trực tiếp. Ông chú ơi, ông chú ra bây giờ mình thao gái. Hay vô nó để mặt ở đâu mà nó chung vô đó vậy? Ê, nó chạy ra ngoài nữa rồi. Ê, con có mật nè. Nó bay đó. Con có thử mật đó. Có mật đó. Mật trên người nó. Mật màu vàng. Đó, con kia cũng là có mật kìa. Con kia có mật luôn rồi. Tao phóng về á. Đẹp quá. Lại đứng người thấy rõ không? Đừng có đưa nhang gần nó bay nhé. Để nhang đậu. Mà cầm đi. Để nhang cắm đậu xuống đó. Xin lỗi. Đang quay nè ba ơi. Đều quá rồi. Không nó từ trong lỗ kia rồi. Trong nguyên cái cục điện này mà mấy trăm con. Cái thùng này nè. Không thấy gì hết. Con làm đừng làm thùng dớt nữa nha. Ông chú chừng nào mới ra à ba? Trước khi khói ra nó ra. Đẹp. Trên kia cũng có quá. Ông chúa đâu? Không theo ông chúa. Ra đêm chúa ơi. Con đừng mất đạp vậy. Nó dí con á. Đừng có đụng nha. Con đi ra ngoài xe ngồi đi. Đi. Thôi. Đi, làm ba làm cho. Ồ, tới đó đây rồi.
Con chúa nó to lắm hả bà? Ừ, nó to. To bằng vậy hả? Ừ, bà. To hơn mấy con khác. Vậy đúng không? Cầm máy quay đi. Hôm nay là hai cha con mình đi đi bắt ong rừng về nuôi ha. Rồi bắt đầu mình anh chị em mình theo dõi coi mình bắt như thế nào. Ê, nó bay ra nó cắn. Trời ơi, mẹ ơi, nhiều lắm mẹ ơi, con nổi da gà rồi. Đâu rồi? Trời ơi, anh Hiền nhớ lên cho mẹ coi đi. Trời ơi, con thấy con nổi da gà hết trơn rồi nè. Trời ơi, mặt ông này mặt ông nuôi. Ôi, anh mặt ông thiệt. Không, đỡ con mẹ đã xuống ra ngoài cho con. Trời ơi, coi chừng nó cắn á. Không cắn, có phổi là nó không cắn. Mẹ cẩn thận nha mẹ. Không, lên, ông rùi.